Radcliffe chọn Southgate hay Ten Hag dẫn dắt Manchester United. Đồng sở hữu Sir Jim Radcliffe của Manchester United sẵn sàng thay thế Erik Ten Hag bằng Gareth Southgate. Sau khi huấn luyện viên đương nhiệm của đội tuyển Anh nhận được sự ủng hộ của các huyền thoại câu lạc bộ, Radcliffe đang bận rộn trong công cuộc tái thiết Manchester United sau khi mua lại 27.7% cổ phần của câu lạc bộ. Vị tỷ phú người Anh đã thuê Omar Berada làm giám đốc điều hành của Quỷ Đỏ và đang cố gắng đưa giám đốc thể thao Jan Ashworth của Newcastle về Old Trafford. Mới nhất, truyền thông xứ sương mù đưa tin Radcliffe đã chọn Southgate là người phù hợp để dẫn dắt Manchester United thế chỗ Ten Hag. Sir David Brightfofo, một thân tín của Radcliffe, đã được nghe rất nhiều lời khen về Southgate từ những huyền thoại của Quỷ Đỏ, nên sẵn sàng thực hiện một cuộc thay đổi lớn trên băng ghế chỉ đạo của Manchester United vào hè 2024. Southgate hiện đang tập trung tối đa vào vòng chung kết Euro 2024 tại Đức cùng đội tuyển Anh, với mục tiêu là giúp Tam sư giành chức vô địch. Dù vậy, hợp đồng của ông sẽ đáo hạn vào tháng 12 năm nay và đã từ chối ký thỏa thuận mới bất chấp sự kiên định từ Liên đoàn bóng đá Anh, FA. Ten Hag khả năng cao khó giữ ghế tại Manchester United. Southgate, 53 tuổi, được các cầu thủ Manchester United trong đội tuyển Anh kính trọng. Quan trọng hơn cả, ông cũng có mối quan hệ thân thiết với Ashworth, người đang được Quỷ Đỏ săn đón. Trước khi làm giám đốc thể thao ở Newcastle, Ashworth là giám đốc phát triển đội ngũ ưu tú của FA từ năm 2012 đến năm 2019, nơi ông cộng tác chặt chẽ với Southgate. Thời điểm ấy, Southgate đang đảm nhận công việc dẫn dắt đội U21 Anh. Radcliffe tự tin ông có thể thuyết phục Southgate rời tuyển Anh để dẫn dắt Manchester United hậu Euro 2024. FA muốn Southgate ký thỏa thuận mới kéo dài đến sau World Cup 2026, nhưng nhà cầm quân này chần chừ, khẳng định sẽ chốt tương lai sau vòng chung kết tại Đức. Nếu Manchester United chiêu mộ Southgate sớm hơn 5 tháng so với hợp đồng hiện tại của ông ở đội tuyển Anh, họ sẽ phải đền bù cho FA khoản tiền 800.000 bảng, con số không lớn. Tuy nhiên, nếu Quỷ Đỏ sa thải Ten Hag cùng các cộng sự, họ sẽ phải đền bù 10 triệu bảng. Cho đến nay, Southgate đã có 91 trận dẫn dắt đội tuyển Anh, giành chiến thắng 57 trận. Ông đã đưa Tam sư vào chung kết Euro 2020. Chỉ chịu thúc thủ trước Italia. Southgate chưa dẫn dắt câu lạc bộ nào kể từ khi bị Middlesbrough sa thải vào tháng 10 năm 2009. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.